Hằng ngạc nhiên nói điều này khi biết bên trong xe cứu hộ pin di động của VinFast có những thứ này. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, ô tô điện bắt đầu được khách hàng đặc biệt chú ý thời gian gần đây khi hầu hết các hãng xe truyền thống đẩy nhanh tốc độ sản xuất ô tô điện. Xe điện có ưu điểm lớn là hạn chế phát thải khí CO2, chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe xăng, nhưng sở hữu xe điện cũng có không ít những hạn chế đặc biệt là nỗi lo hết điện giữa đường. Không giống như xe xăng, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những trạm xăng dọc trên đường đi, còn cơ sở hạ tầng phục vụ ô tô điện ở nước ta còn khá hạn chế. Tuy nhiên, mới đây thôi, VinFast vừa chính thức triển khai dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 để hỗ trợ khách hàng trong tình huống xe hết pin trên đường và không gần các địa điểm có thể sạc. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cận cảnh chiếc xe cứu hộ pin di động của VinFast, vị cứu tinh của những chiếc xe hết điện. Bên trong xe cứu hộ pin di động của VinFast có gì? Mobile Charging Station, trạm sạc di động của VinFast đã từng gây chú ý cho nhiều người đi đường suốt hành trình từ Hạ Long đến Móng Cái, Quảng Ninh hôm ngày 7 tháng 4. Công tác hậu cần cho đoàn xe điện 100 chiếc VFE34 trong hành trình cùng VFE34 chinh phục địa cầu Tổ quốc tại Múc, Sa Vĩ, Móng Cái, Quảng Ninh là một nhóm cứu thương và xe dịch vụ lưu động Mobile Service của công ty VinFast chạy cuối đoàn. Trong đó, những chiếc xe van màu xanh có sơn dòng chữ Mobile Charging Station, trạm sạc di động gây tò mò hơn cả vì phương tiện này được coi là cứu tinh cho xe điện trên đường đi. Nền tảng của trạm sạc di động này là dòng xe van mang nhãn hiệu GAZ nhập khẩu từ Nga, trước đây được hoán cải rất đa dạng từ xe buýt đến xe mobile home của dân phường. Đây là mẫu xe có khoang cabin rất rộng và được thiết kế vuông thành sắc cạnh, có thể lắp từ 17 đến 19 chỗ ngồi nếu như dùng làm xe minibus. Trong vai trò trạm sạc di động của VinFast, khoang sau của chiếc xe được làm vách kim loại, che kín từ sau lưng hàng ghế thứ hai. Phía trên cabin vẫn là hai chỗ ngồi cho lái và phụ, sau đó là ba ghế ngồi cho kỹ thuật viên của VinFast. Sau hai cánh cửa hậu là một trụ sạc đơn gồm một súng sạc, phía trong là một quả pin, kích cỡ tương tự viên pin của xe VF8 hoặc VF9. Bên trái là một trạm biến áp cỡ nhỏ để điều chỉnh điện áp từ pin ra súng sạc khi pin sạc cho xe hết pin và cấp điện nạp lại vào pin khi khối pin cứu hộ cũng cạn kiệt. Theo chuyên viên kỹ thuật của VinFast, cụm pin sạc dự phòng này cũng sẽ được cắm sạc tại trạm của VinFast như ô tô điện thông thường, thông qua một lỗ sạc được độ lại để có thể nhìn thấy ở bên ngoài thân xe. Không gian bên trong của trạm sạc di động cũng khá đơn giản, được hàn nối chắc chắn trên thùng xe van để di chuyển xa. Với dung lượng pin khủng, xe cứu hộ di động này có khả năng sạc đầy pin cho hai xe VinFast VFE34. Tuy nhiên, VinFast cung cấp dịch vụ sạc cứu hộ theo khung thời gian tối đa là 15 phút một lần sạc với mức phí 30, không chi phí khấu cao, không chi phí tài chính, không lợi nhuận cho mỗi lần sạc 300.000 đồng. Người dùng có thể lựa chọn sạc nhiều lần để phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo thông số kỹ thuật của hãng thì trọng lượng của khối pin là khoảng 300 kg, trong đó phần vỏ pin chiếm hơn 50% trọng lượng. Tại xưởng đóng gói Bách Pin ở nhà máy VinFast Hải Phòng, khối pin xe điện VFE34 có kích thước khoảng 1,5m² và dày 15cm. Phần vỏ của khối pin làm bằng hợp kim nhôm có độ dày khoảng 1cm và chia thành nhiều khoang. Pin xe điện VinFast được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy ở Hải Phòng với công suất hiện tại là khoảng 5.000 khối hoàn chỉnh pin trong một tháng. Thành phần quan trọng nhất của pin là các tế bào cell. Pin được nhập khẩu từ Samsung SDI, nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc. Mỗi bếp pin của xe điện VFE34 được tạo nên từ 2.420 tế bào pin như hình ảnh trên đây. Cứ 55 tế bào pin nhỏ này lại được kết hợp thành một cell pin lớn hơn, 44 cell pin lớn tạo thành một khối pin xe điện hoàn chỉnh. Khối pin này giữ trữ hành trình cho xe điện VFE34 chạy được 235 km trong mỗi lần sạc. Có 3 chế độ sạc nhanh, sạc tiêu chuẩn và sạc thường. Hôm 7 tháng 4 năm 2022, đoàn 100 xe điện VinFast đã hoàn tất hành trình 188 km từ thành phố Hạ Long đến địa cầu Sa Vĩ, Móng Cái, Quảng Ninh,
dung lượng pin còn lại của mỗi xe là khoảng 15% pin. Đặc biệt là không xe nào trong đoàn caravan 100 xe điện phải dừng lại để nạp pin giữa đường, giúp cho đoàn xe thiết lập kỷ lục Việt Nam đúng như lịch trình dự kiến. VinFast triển khai dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7. Ngày 4 tháng 5 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố chính thức triển khai dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng. Chỉ với 300.000 đồng cho mỗi lần sạc cứu hộ tối đa 15 phút, xe sẽ được tiếp đủ năng lượng để có thể di chuyển được khoảng 30 km đối với xe VFE34. Dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 được VinFast triển khai song song với dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service và chính sách cứu hộ 24/7 hiện có, nhằm hỗ trợ khách hàng trong tình huống xe hết pin trên đường và không gần các địa điểm có thể sạc pin. Đội ngũ kỹ thuật viên của VinFast sẽ đến tận nơi cung cấp giải pháp sạc tại chỗ, giúp cho xe nạp đủ năng lượng để có thể di chuyển đến địa điểm sạc công cộng phù hợp. VinFast cung cấp bộ sạc cứu hộ theo khung thời gian tối đa là 15 phút một lần sạc, đối với mức phí 30, không chi phí khấu cao, không chi phí tài chính, không lợi nhuận, cho mỗi lần sạc là 300.000 đồng. Khách hàng có thể lựa chọn sạc nhiều lần để phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 sẽ được triển khai ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nằm trong bán kính 100 km tính từ cửa ngõ 3 thành phố này. Để sử dụng hiệu quả và an toàn dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7, vị trí xe của khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như cho phép xe ô tô cứu hộ pin tiếp cận và dừng đỗ, có địa hình thuận tiện cho công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông. Tùy thuộc vào vị trí xe của khách hàng và tình hình giao thông, xe cứu hộ pin của VinFast sẽ có mặt trong khoảng thời gian ngắn nhất để hỗ trợ kịp thời. Ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam cho biết, bên cạnh các giải pháp sạc di động và sạc công cộng, VinFast quyết định triển khai thêm dịch vụ cứu hộ pin ô tô điện 24/7 với mong muốn khách hàng luôn cảm thấy hài lòng, yên tâm và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của VinFast trên mọi hành trình. Đây tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý đặt khách hàng làm trung tâm, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của VinFast trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chuẩn mực cao nhất dành cho khách hàng. Khách hàng có thể liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của VinFast thông qua số hotline 1900 23 23 89 vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày lễ, để yêu cầu dịch vụ cứu hộ pin. Dự kiến từ tháng 6 năm 2022, khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ thông qua ứng dụng VinFast. Có một điều rất thú vị là mỗi khi VinFast có một chính sách mới là cộng đồng mạng lại được một phen tưởng tượng bàn tán xôn xao trước nhiều luồng ý kiến khác nhau được đưa ra. Chương trình quá hay và em sẽ chọn xe xăng. Thời đại mới của xe điện nhưng cần cấp cứu thì lại phải xe xăng dầu. Cha mẹ có già đi nhưng vẫn phải lo con đến hết đời. Lễ vừa rồi mà hết pin trên cao tốc lúc tắt đường thì đúng là ối rồi ôi. Xe tàu còn miễn phí 5 lần cứu hộ trong 5 năm, không biết pin có miễn phí lần nào không nhỉ? Chứ 300k cho 15 phút sạc, mà trạm sạc còn xa chơi 30 phút 600, gọi là kinh doanh siêu lợi nhuận rồi. Xe cứu hộ phải chạy bằng điện chứ chạy bằng xăng dầu, hóa ra sự tiến hóa ngược, quá khứ cứu lấy tương lai. Ngược lại, nhiều khách hàng lại tỏ ra khá lạc quan. Hệ sinh thái ok đấy chứ, có hỗ trợ tận nơi như này là ok la rồi. Chưa bàn về tính tiết kiệm, nhưng đi trong phố thì mua xe điện là quá hợp lý. Trong này toàn các bác chưa có mua xe, chê lên chê xuống này nọ. Còn những người mua xe thì họ ít lên tiếng, xe nào chẳng có cái lợi cái hại. Với lại xe mới ra lô đầu tiên đâu hoàn thiện được, nhiều hãng ra đời hàng mấy chục năm còn lỗi lên lỗi xuống. Các bác không nhìn nhận là Vin họ đang cố gắng hoàn thiện dần dần à. Xe Tesla 10 tỷ thì khen lên khen xuống trầm trồ lắm. Xe mình sản xuất 6 đến 700 đến hơn tỷ thì chê này chê nọ. Nhiều người đang so cái giá 300k một lần cứu hộ với việc mua xăng hay sạc tại nhà thì không hiểu kiểu gì luôn. Đây là cứu hộ chứ không phải làm từ thiện các ông ạ. Có cái gì phục vụ khẩn cấp mà rẻ không? Có thể nói trạm sạc di động của xe điện VinFast là một phần của dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Mobile Service là dịch vụ gia tăng được triển khai song song với hệ thống mạng lưới các xưởng dịch vụ và chính sách cứu hộ hiện có của VinFast để đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng. Quý vị nghĩ sao về dịch vụ này của VinFast?
Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Nếu quý vị khán giả thấy hay, vĩ nghĩa thì nhớ tặng Ad một like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.